Chào mọi người, chắc là những hình ảnh này không còn quá xa lạ với các bạn đúng không ạ? Đây chính là trung tâm bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Và ở khu bên này chính là nơi ở của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai của chúng ta. Đấy, mỗi một lần mà nhắc đến các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thì người ta thường nhắc đến thế hệ của Công Phượng. Mà nói đến thế hệ của Công Phượng thì là nói đến Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã biết rồi, là Công Phượng thì sang Incheon United rồi, Xuân Trường thì sang Buriram United rồi, Văn Thanh thì đang bị chấn thương. Và bây giờ thì chỉ còn lại một số những cầu thủ như là Văn Toàn. Cả một cái khu nhà ở của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bình thường thì rất là nhộn nhịp, rất là đông vui. Đây là Văn Toàn, xin chào Văn Toàn, khỏe không? Đây Văn Toàn đây, không biết là Công Phượng đi rồi thì Văn Toàn thấy thế nào. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem là khu Hoàng Anh Gia Lai này mà không có sự có mặt của Công Phượng, của Xuân Trường thì nó sẽ như thế nào nhé. Anh hỏi một câu được không? Công Phượng đi rồi thì có thấy buồn không? Quen rồi. Quen đi rồi, quen rồi. Sao lại quen một người bạn rất thân đi lại quen? Bây giờ em ở với ai? Em ở mình. Ở mình nhá, anh có thể vào phòng một tí được không? Để xem căn phòng của Văn Toàn và Công Phượng mà không có Công Phượng thì nó sẽ như thế nào. Nào bây giờ chúng ta vào xem là Văn Toàn bây giờ căn phòng đang ở một mình nó sẽ thế nào nhé. Nào, rất là cảm ơn. Nào, đây có hai cái giường, giường trong chắc là giường của Toàn đúng không? Đây giường ngoài là của Công Phượng này. Công Phượng đi có để lại cái gì cho Toàn không? Đây là có chiếc áo của đội tuyển này. Đấy, còn rất là nhiều đồ này. Đấy. Thế sao Toàn không có rủ một người sang ở cùng cho nó vui? Mà có cái nhiều đồ quá. Nhiều đồ quá. Thế có ý định ở cùng phòng với một người khác không? Chắc không. Thế à? Không, không ai có thể thay thế được Công Phượng trong căn phòng của Toàn đúng không? Nhìn có vẻ cô đơn lắm. Rất là tuyệt vời. Anh thấy Công Phượng có nói là rất là nhớ Văn Toàn khi mà ra nước ngoài thi đấu. Còn Văn Toàn thì sao? Em á? Ừ. Hơi nhớ. Hơi nhớ thôi đúng không? Thực ra bình thường thì ở cùng phòng với nhau chắc là không nói chuyện nhiều đâu đúng không? Nhưng mà nếu mà đi rồi thì cảm thấy có hụt hẫng không? Cảm giác rút bị nhớ. Hơi nhớ thật chứ. Đấy đi đấy cũng tốt này. Không tốt thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà về cảm xúc của mình, anh rất là quan tâm đến cảm xúc của Toàn. Em ạ. Tự nhiên một cái tổ có hai con chim bây giờ một con nó bay đi rồi. Nhớ thôi. Yeah. Ví dụ như là cái buổi đầu tiên sau khi mà Phượng nó đi, mình ngủ dậy mình có thấy thiếu vắng một cái gì đi không? Thì tại vì em nhiều lúc em đâu ở với Phượng đâu, chắc là Phượng gần quen rồi. Thế còn tiếng ngáy thì sao? Mọi người rất hay nói đến tiếng ngáy. Ngủ có ngon hơn không? Thế vẫn em vẫn ngủ bình thường. Đây bây giờ cái tầng ngủ sớm mà. Yeah. Yeah. Nếu mà Phượng đã có hai lần đi xuất ngoại rồi, còn Toàn thì vẫn đang chờ đợi một cơ hội. Toàn nghĩ như thế nào? Thì chắc em vẫn chưa tốt để xuất ngoại rồi. Cố gắng hơn. Chờ cơ hội. Nếu như mà có cơ hội mà được đến một cái nền bóng đá tiên tiến và một nền bóng đá mà có Công Phượng, thì Toàn sẽ lựa chọn nền bóng đá nào? Thì đều đã hợp với mình chứ không phải vì một cái gì khác. Thì đều với mình hợp thì mình sẽ nơi đây. Nói một câu rất là nghiêm túc thì khi mà Phượng ra đi thì cái cảm xúc của Toàn như thế nào? Thì lúc đó bạn lúc nói mà chuẩn bị đi thì cũng hơi buồn. Vì là hai người thì không chỉ còn một người thì cũng buồn thôi. Thì cũng cố gắng thôi, cũng vì công việc mà cũng không phải là ấy. Sau này để gặp hơn rất tuyệt vời. Nhưng và một điều cực kỳ quan trọng là cái lỗ hổng của Công Phượng ở trên sân thì liệu có ai có thể bù đắp được không theo quan điểm của Toàn? Em nghĩ là thì nếu có Phượng cũng đỡ nhiều, mà nhưng mà không có Phượng thì cũng phải cần một cầu thủ khác thay thế Phượng, đủ tầm để thay thế thì có thể không bằng Phượng nhưng mà cũng giúp đội bóng được ổn định. Hy vọng là đội sẽ có nhiều người phát triển hơn.
Phượng ấy, trường đi cũng có nhiều khoảng trống để cho các cầu thủ trẻ trẻ khác phát triển. Thì em nghĩ là sẽ có người thay thế được. Được tốt hay không cũng chưa biết. Từ hôm Phượng với trường đi thì các bạn ấy có cập nhật thông tin gì với Toàn không về điều kiện ăn ở bên đó? Chứ em chỉ hỏi nhắn tin thôi chứ không hỏi cái gì liên quan đến đấy. Ở bình thường thì Phượng chắc mới có một hai hôm, chưa được nhiều. Trường qua kia thì đấy, ngày nào cũng có ảnh đăng về suốt nên cũng cảm thấy bình thường. Thái Lan thì em cũng cảm thấy là giống Việt Nam, sinh hoạt đời sống các giống Việt Nam thì chắc không có lạ lẫm lắm. Còn Hàn Quốc? Chắc Hàn Quốc thì hơi lạ lẫm với Phượng, nhưng Phượng đi như đi Hàn rồi, như cho ăn ở của Hàn thì Phượng cũng biết rồi nên cảm thấy, mà Phượng cũng đã từng đi nước ngoài một năm rồi nên nghĩ bị quen thôi chứ không có gì được đặc biệt đâu. Toàn có nghĩ rằng là lần này đi của Công Phượng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với lần trước không? Lần trước còn bị chấn thương. Em nghĩ là thuận lợi hơn nhiều. Nhất là Phượng bây giờ đang rất là tự tin. Em nghĩ là phong độ của Phượng là ổn định. Càng càng tự tin thì cậu ấy sẽ càng thể hiện được phẩm chất của mình. Ở đây em nghĩ cậu ấy sang Hàn Quốc sẽ thành công. Thầy Park nói là cái vấn đề mà ông lo lắng nhất cho Công Phượng và Xuân Trường không phải là trình độ, mà là khả năng hòa nhập và thích nghi. Thì cái khả năng hòa nhập và thích nghi của Trường với của Phượng theo đánh giá của Toàn là như thế nào? Em nghĩ là nếu mới sang Hàn Quốc thì khả năng Phượng thích nghi cao hơn. Thì tại vì Phượng cũng là người mọi người cũng biết là rất là lầm lì mà cũng gắn, nhưng mà khi mà ra nước ngoài thì cậu ấy sẽ có nhiều lợi thế hơn. Em nghĩ là cậu ấy sẽ thành công. Toàn có muốn gửi một lời gì đấy cho Phượng không? Em chẳng biết gửi lời gì, chúc nó thành công. Thế còn hy vọng là ghi nhiều bàn. Thế còn Trường? Ý Trường thì anh nghĩ người ấy chín chắn rồi, vì vậy ấy biết về tâm lý mình thế nào ấy, và đến Thái Lan ấy sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân hơn. Tại vì Trường là một cầu thủ đẳng cấp nên em nghĩ chuyện là hòa nhập của Trường cũng bình thường. Nhưng Trường chắc em nghĩ cũng thành công thôi. Ở bên Thái Lan nó có những cái bài tập rất là buồn cười, đặc biệt là cái màn mà mặc nội y ấy. Toàn đã xem cái đấy chưa và Trường đã giải thích với Toàn như nào về tại sao cái dụng ý? Em cũng chưa hỏi về vấn đề đấy. Đấy hơi buồn cười, nhưng mà đấy là nhiều lúc phong tục tập quán của người ta nên mình cũng không có thấy được, tại vì cũng vì đó thì người ta cũng hòa nhập với cả người dân ở đấy, người ta cứ cầu thủ và người dân có cái gần nhau hơn. Người hâm fan hâm mộ như thế, cảm hứng của người hâm mộ yêu đội bóng nhiều hơn thì em nghĩ đó là điều bình thường. Bởi vì mình đến đất nước nào đó hay đến câu lạc bộ nào đó, mình phải hòa nhập với mọi người, thì như thế thì kết hợp lại với nhau thì nó sẽ mãi hơn và khi nó sẽ đạt được nhiều tình cảm của người hâm mộ, thế thôi. Em cảm thấy bình thường, mặc dù vui là vui, là buồn cười thật, nhưng mà như thế cũng tốt mà, không có gì là sai. Về anh rất là muốn hỏi một tí liên quan đến về cảm xúc. Bình thường thì hai thằng rất đi ăn sáng, hay đi ăn sáng với nhau. Bây giờ tự nhiên lại mình một mình đi một cái xe máy, nó thế nào nhỉ? Cái chặng đường đi đấy em có suy nghĩ gì không? Bình thường rồi. Ăn sáng thì tại vì có thời gian em mới gặp Phượng cũng sang trước một năm, hồi Phượng sang nhà em đi xa nhau rồi. Nên cảm giác em thấy bình thường thôi. Nhưng không có gì được, không có gì đặc biệt lắm. Nói chung là Phượng cứ yên tâm là thi đấu đúng không? Toàn ở đây vẫn sống rất tốt đúng không? Vâng. Rất là cảm ơn. Anh đi đây. Vâng, tạm biệt nhá. Anh. Ok. Đấy, xem lại căn phòng của Phượng một tí nào. Đấy, bạn ấy mang hết đồ đi rồi. Đúng không? Đó. Lại vui vẻ một mình nhá. Bye bye. Bye bye. Huấn luyện viên đang chăm sóc này. Đây là gọi là gì anh? Hút nước. Thay bể. Thay bể nước. Đây rất nhiều cá đấy các bạn. Cá đây. Xin hỏi cốt là Lương Xuân Trường và Công Phượng đi rồi, cốt có nhớ hai học trò của mình không? Vâng nhớ chứ. Vì sau cái giải vừa rồi thành công á, thì hai em được đi ra nước ngoài thi đấu thì
đầu tiên là cũng chúc mừng các em, nhưng mà dù sao được hai em cũng là trụ cột của đội, nên thành ra là cũng rất là nhớ. Khi mà hai bạn đấy có quyết định đi ra nước ngoài thi đấu, lúc đầu tiên anh nhận được cái thông tin đấy thì cái cảm xúc của anh như thế nào? Cảm xúc thì nó vui buồn lẫn lộn, nó như lúc nãy đã nói đó. Thì các em được ra nước ngoài thi đấu đó là niềm vinh dự của câu lạc bộ và của các em, đó là niềm vui đầu tiên. Còn cái nỗi buồn thì cái mùa giải mới, bởi vì thật sự những cái cầu thủ trụ cột đã ra đi thì mình cũng có một chút lo lắng. Hai cầu thủ đi và Văn Thanh cũng đã chưa trở lại, nên thành ra là đội bóng sẽ phải quyết tâm nhiều hơn nữa trong mùa giải mới. Thực ra về cảm xúc ấy, khi mà em lên đây lúc mà có còn Phượng, còn Trường, còn thi đấu ở đây này, mình thấy cái cảm giác nó rất là khác, nó rất là sôi động. Hôm nay lên thấy hình như thời tiết nó hơi se lạnh. Những cái mùa, những cái ngày tập đầu tiên á, thì cái không khí hôm nay cũng rất là náo nhiệt, bởi vì những khách tham quan rồi người ta đến á, những buổi tập cũng rất là đông, đông người xem. Anh có hụt hẫng khi mà nhìn thấy hai cậu học trò xách vali rời trung tâm Hàm Rồng? Cái đó một cái cảm giác cũng rất là buồn, bởi vì sau một mùa giải thành công của đội tuyển và các em cũng đã đóng góp trong đội tuyển đó, các em thi đấu rất là tốt mà các em ra đi thì mình cảm thấy cũng nó có một chút gì cũng không. Còn cái khoảng trống về mặt chuyên môn ở trên sân, với tư cách là một người anh, một người thầy, thì anh đánh giá như nào về khả năng mà lấp đầy cái khoảng trống mà Công Phượng và Xuân Trường để lại? Thì cũng có, nhưng thì cái khoảng trống đó thì cũng có người vào thay thế, nhưng mà mình nghĩ thì nó cũng không có đạt được cái kết quả tốt như mấy bạn khi có đội bóng. Trong thời gian vừa rồi thì hai bạn đấy có hay liên lạc về nhà và có hay nói chuyện với anh không ạ? Cũng có, bởi vì sau chẳng hạn như ngày 20 tháng 11 như đó, thì các em cũng điện thoại chúc mừng thầy cô giáo của ngày giáo Việt Nam. Thì Phượng thì qua Tết cũng đã lên đây tập vài ngày rồi anh ra mới đi. Và khi đi thì anh cũng chào tạm biệt tất cả các anh em trong đội bóng cùng tập thể ban huấn luyện và cầu chúc cho đội bóng có một mùa giải mới thành công. Nếu mà có một lời nhắn gửi đến Trường và đến Phượng cũng như là với Thanh thì anh muốn nói điều gì ạ? Cái điều đầu tiên mình muốn nói là qua một cái môi trường bóng đá mới thì chúc các em là thi đấu thành công tốt hơn nữa, và khi trở về đóng góp cho đội tuyển Việt Nam thì sẽ tốt hơn. Và phải luôn luôn nhớ đến trung tâm Hàm Rồng với các thầy, các bạn bè, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời, xin được cảm ơn anh. Xin được chia sẻ với anh cảm xúc này. Em cũng bây giờ đang cảm thấy hơi trống trải. Lên đây mà không gặp mấy bạn đấy thì kể ra cũng rất là buồn. Đây, cây cỏ, hoa lá, chim muông, ong bướm, vẫn tất cả mọi thứ đều như cũ, nhưng mà không còn Lương Xuân Trường và Công Phượng ở đây. Cá nhân mình cũng cảm thấy nó có một cái gì đấy nó rất là lạnh lẽo. Nó là lạnh lẽo thì hơi quá, nhưng mà mình có một cái cảm giác là nó không được sôi động, nó không có cái hồn như trước đây. Đây có một bạn cổ động viên rất là hay, hỏi bạn cổ động viên này tí. Chào bạn. Bạn cho mình hỏi tí là bạn lên trên này bạn xem Hoàng Anh Gia Lai mà không có Công Phượng với Xuân Trường thì bạn thấy thế nào? Vẫn còn có cầu thủ khác, em yêu quý cả đội bóng. Biết rồi nhưng mà vẫn biết là như thế, nhưng mà thiếu hai cầu thủ đấy thì bạn cảm thấy như nào? Cũng cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Thế à? Có cảm thấy trống vắng không? Bạn là fan của ai ở Hoàng Anh Gia Lai? Em là fan của Văn Toàn. Công Phượng. Xin chào em. Thế bây giờ Công Phượng với Xuân Trường đi rồi thì như nào? Mình cảm thấy nào? Em nghĩ là đi sẽ tốt cho các bạn ý. Thì em vẫn là fan của các bạn ý mà. Nhưng mà vấn đề là cảm xúc đấy. Cảm xúc của mình lên đây khi mà mình sẽ chờ đợi họ quay trở lại và tỏa sáng hơn. Thế à? Nếu mà muốn nói với hai bạn đấy một điều thì bạn sẽ nói điều gì? Chúc hai em thi đấu tốt. Và khi quay về thì mọi người ở đây thì vẫn yêu quý và chờ đợi hai em. Rất tuyệt vời, cảm ơn bạn. Rất hay. Đấy, chúng ta tiếp tục. Đây, chúng ta đang nhìn thấy một người đang đi đến với chúng ta đây. Tôi sẽ hỏi luôn xem là tình hình anh này như nào đây. Đây rồi. Hello. Hello. Anh lên đây cảm thấy là cũng hơi có một chút gì đấy hụt hẫng khi mà không có Xuân Trường và Công Phượng cũng như là Văn Thanh.
làm người đồng đội thì Duy cảm thấy như nào khi mà những người anh của mình đã lên đường để thi đấu cho những đội bóng nước ngoài? Đó là một điều kiện rất tốt cho những người anh cũng như Công Phượng hoặc là Xuân Trường, và đấy cũng là động lực để bọn em thực sự cố gắng để phấn đấu để có thể tiến thẳng sang nước ngoài và để được thi đấu. Rất tuyệt vời. Nhưng mà về mặt cảm xúc ấy, khi mà Xuân Trường với Công Phượng mà xách vali đi ấy, thì em cảm thấy như nào, cái cảm xúc của em ấy? Cảm xúc của em thực sự thấy rất vui mừng cho đội bóng riêng câu lạc bộ Hoàng Hoàng Gia Lai và cho bóng đá Việt Nam của mình. Có lúc nào đấy cảm thấy nhớ những người đồng đội của mình không? Đôi lúc cũng cảm thấy nhớ, thì bọn em đã ở với nhau từ rất lâu rồi. Nhớ nhất là vào những thời điểm như thế nào, cái bối cảnh như nào là mình nhớ các đồng đội của mình nhất? Những lúc trên sân tập luyện hoặc ở ngoài đời thì bọn em thường hay trò sau một cái trận đấu, sau một cái buổi tập luyện thì bọn em hay trò chuyện với nhau. Ví dụ như ở trên sân nhỉ, tự nhiên có những cái pha bóng mà mình vẫn theo cái phản xạ ấy, lẽ ra là mình sẽ truyền cho Phượng hoặc là lẽ ra mình sẽ bật tường với Trường, nhưng bây giờ nó không còn nữa thì cái cảm giác đấy nó như nào nhỉ? Và nó có dễ vượt qua không? Nó cũng cảm giác nó thiếu thiếu một cái gì đó, nhưng mà sẽ cố gắng, em sẽ tìm một khoảng trống khác để bù đắp cái khoảng Nhật trống chứ. Đó. Ok, và đây khoảng trống của Duy. Anh muốn hỏi một tí là Lương cảm thấy như nào khi mà Lương Xuân Trường đi sang Thái thì đấu và Công Phượng sang Hàn? Cảm xúc thì cũng rất mừng cho hai bạn đó, thì cũng được thi đấu nước ngoài với cái môi trường đó thật sự là cũng rất là phát triển. Thứ hai nữa là thật sự là các bạn đi rồi thì ở đội thì anh em cũng sống nhau rất là lâu. Em nghĩ là trong lúc mà hai bạn đi như vậy á thì sẽ anh em cũng gắn bó với nhau và đoàn kết hơn. Thì em nghĩ hai bạn cũng bên kia cũng rất là đợi chờ anh em ở mùa giải mới ở một cái 2019 thực sự tốt hơn so với 2018. Rất tuyệt vời. Có những cái buổi mà đột ngột mình, ví dụ buổi sáng mình thức dậy vậy, tự nhiên mình có cảm thấy thiếu một cái gì đấy không? Thì cũng rất là thiếu. Bình thường thì anh em cũng hợp xã hay gặp nhau ở trên một đoạn đường này. Đi ăn sáng với nhau cũng cười đùa nói chuyện. Thì thật sự là rất là thiếu khi hai bạn cũng đi rồi. Đúng rồi. Dạ. Nói chung là lên trên này có cảm xúc rất là đặc biệt các bạn ạ. Mặc dù là cảm thấy thiếu thiếu, cũng thấy buồn buồn, hụt hẫng, nhưng mà cảm giác là rất là vui cho Công Phượng, cho Xuân Trường. Bởi vì là các cầu thủ này cũng đã có một cơ hội rất là tốt để thăng tiến hơn về mặt sự nghiệp và quay lại đóng góp nhiều hơn cho Hoàng Anh Gia Lai cũng như là cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta không có gì phải buồn đúng không? Anh em.